kia là em cũng có một cái cuộc hôn nhân rồi, có một thằng trai vợ không may mắn bị bệnh hiểm nghèo mất rồi chia buồn với anh học rồi ở vậy rồi mấy lúc đầu là rủ thằng nhóc nhỏ ngủ với em đó, xong rồi ảnh về dưới rồi sau đó thì thấy thôi ảnh về cũng tội nghiệp quá thôi ngủ chung luôn là mấy đầu con mấy đầu con ngủ trước thăm dò trước xong rồi anh trai lại ngủ luôn. Trước ngày đám cưới một ngày á, tình cờ đó là em nghe là nghe nói á, hả thằng này ở dưới nó có quen nhau cô giáo rồi nó bỏ rồi nó lấy nhỏ bán khô. Trời em thất vọng quá trời luôn, giống như là tâm trạng mình á, ủa sao kỳ vậy trời, thấy anh hiền mà như vậy sao kỳ vậy, cái cũng buồn cũng nói với mẹ, nói mẹ ơi sao tự nhiên con nghe nói vậy con cũng hụt hẫng nữa. Chị Vân chào anh Quốc Thận. Em là quê ở Bến Tre, em tên Phong, năm nay em 46 tuổi. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thịnh. Em tên là Lê Thị Xuân Đào, em ở Bến Tre, em 35 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh về online cá khô. Ôi ôi, cá khô. Dạ, đặc sản của miền Tây mình á. Vậy là sao gặp nhau ta? Tại vì cô của em á là dạy cấp 1, chị của anh á là có 3 đứa con thì đều là học cô của em. Rồi cái hai người làm mai với nhau. Dạ, làm mai là giới thiệu cho số điện thoại để nói chuyện với nhau thôi. Bây giờ hỏi thiệt anh Phong nè, là anh Phong là lúc cái giai đoạn đó là ế vợ hay là nó giữa đường gãy gánh? Trước kia là em cũng có một cái cuộc hôn nhân rồi, có một thằng trai vợ không may mắn bị bệnh hiểm nghèo mất rồi xin chia buồn với anh không rồi ở vậy rồi mấy rồi ở vậy cái đầu cho nên bà chị của em bắt đầu mới là làm mai cho ông bé này đúng không? Lúc biết đó... biết Đào đó là 3 năm tìm hiểu 3 năm em mới cưới. Thế còn cô Đào à, là do cô đam mê kinh doanh quá cho nên là cô không chịu lấy chồng? Dạ em nghĩ là như vậy nè, mình cần có công việc với lại là gia đình em bán cá khô này là từ hồi em 1 tuổi là ba mẹ đã bán cá khô rồi rồi không ai phụ mẹ hết cho nên là em mới bán hàng giống như là khi mà kêu bây giờ thôi làm mai với một người nào đó để lập gia đình đi thì em cũng chưa chịu nữa, em mới nói thôi giờ đi lấy chồng á rồi ai phụ mẹ để mẹ mình tội nghiệp đúng không? Dạ sợ. Ủa nhưng mà lúc đó Phong là em đang làm ngành nào? Em kinh doanh buôn bán là buôn bán ngành điện thoại di động. Em cũng có tiệm điện thoại ở thành phố. Tức là 3 năm thì mới cưới nhau. Dạ. Nhưng mà là bao lâu thì hai đứa gặp nhau ngoài đời? Sau khi mà giới thiệu á, mai mối á. Giới thiệu xong rồi á thì tầm khoảng 1 năm rưỡi. Không, 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi sau mới gặp á hả? Dạ dạ. Trời ơi. Ủa gì mà lâu vậy? Thời điểm đó thì anh Phong á là vợ mới mất khoảng 1 năm rưỡi thôi mới nói chuyện với em. Em là từ thành phố tới Mỏ Cày Nam là 35 cây. Ổng cũng lười lên đó. Không chắc là cũng công việc nữa ha. Đúng rồi. Chứ mình cũng nghĩ một phần là anh Phong cũng chưa có dám tiến sâu. Dạ, tại vì vợ vừa mới mất. Đúng đúng. Ta cũng phải thủ tiết 3 năm chứ. Chỉ gặp mặt sau đó rồi không đi về. Không hợp, nói chung là không hợp á. Em thì lần đầu gặp mặt ảnh á thì em thấy là ảnh nhìn cũng lịch sự nè, đi tới sạp khô mà xịt nước hoa thơm phức đó. Rồi mình á thì giống như mình thấy chắc cái người này bán điện thoại đào qua lắm. Trời ơi, dưới thành phố nhiều người làm mai anh Phong lắm đó, tại vì thật sự là anh rất là hiền. Ủa có một tiệm điện thoại. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi đó, em cũng sợ. Lúc đó thời điểm đó là ba 80 tuổi rồi. Ba nói thôi con bây giờ con coi con cưới vợ đi đặng lo nha, lo tương lai sau này. Cái em mới nhắn tin cho Đào nói giờ anh lên anh cưới em nghe, em chịu không? Cái Đào cũng nói khoan em đang lo phụ em lăng, mẹ đang lo bán khô đang lo bán khô dạ. Nói chứ rồi cũng đâu thể nào nhận lời liền, cũng không tình để sao mới trả lời. Lúc đó Đào cũng nhiều người theo đuổi lắm. Rồi nhưng mà em thì nhờ có mẹ vợ hậu thuẫn, cái Facebook của em á là mẹ vợ cũng vô comment hoài, rủ hai cha con lên chơi hoài. Vậy hả? Mẹ vợ số 1. Đúng rồi. Lúc đó là nói chung là tháng 11 năm 2019 năm 2019 rồi anh Phong mới lên, lúc đó mình cũng không có quen ai hết. Rồi mình giống như là cũng nói thôi cho người ta cơ hội tìm hiểu. Thì mỗi lần anh lên là anh chở thằng nhóc con đi theo. Đó rồi em cũng chở hai cha con đi đi chơi. Tối rồi về ngủ ở nhà đó. Cái bà chị ở gần nhà Đào, cái em hai cha con mới về nhà chị luôn của mà bạn. Chị hình dung cái hình ảnh không? Giống như hai cha con đi với nhau á, rồi lên như là gặp cô rồi xong đi ăn xong rồi hai cha con đi về ngủ tá túc ở nhà một người chị. Bạch chị thấy thương á chị, thấy thương ảnh rất là đẹp. Nói chung là ảnh đi đi tới đi lui á thì cũng được tầm khoảng mấy chục lần vậy đó, em thấy thương. Tại vì á là lúc đầu á là ngủ nhà chị, sau đó rồi tụi em đi ăn đi uống này kia xong tới 10 giờ rồi cái ảnh mới nói thôi giờ anh chở con anh về dưới luôn ngủ luôn, ăn sáng bên vợ mở cửa hàng bán sớm là về tới dưới là 11 giờ, mà cứ làm đi 2-3 lần vậy đó các em thấy cũng siêu lòng đó. Thì là ngủ với cô lúc đầu là rủ thằng nhóc nhỏ ngủ với em đó, xong rồi ảnh về dưới rồi sau đó thì thấy thôi ông về cũng tội nghiệp quá thôi ngủ chung luôn. Là dạ, mấy đầu chồng con ngủ trước thăm dò trước xong cái cha dạ. Ngủ luôn. Tối thì cha có ngủ được không? Cha ngủ được. Dạ. Dễ thương ha. Dạ. Dạ. Rồi từ cái buổi tối mà
gọi là chấp nhận cho hai cha con tá túc tại nhà ngủ dạ. chung như vậy á, thì dạ. tới bao lâu thì hai bạn làm đám cưới? À, dạ tầm khoảng vài ngày sau là anh mới nói là thôi bây giờ anh gia đình anh là coi như là muốn biết nhà em lên chơi. Ừ. Đó thì em cũng nói dạ vậy em mời gia đình anh lên cho cha mẹ gặp mặt như vậy thôi. Em nghĩ đơn giản vậy thôi mà không ngờ là hả lên rồi cái bắt đầu chú Năm nè rồi ba chồng em nè là trình ngày luôn. Rồi bao lâu mới cưới nè? 8 tháng sau tại vì có dịch. Có sự cố gì trước đám cưới không? Trước ngày đám cưới một ngày á, tình cờ ở làng em nghe là nghe nói á hả thằng này ở dưới nó có quen nhỏ cô giáo rồi nó bỏ rồi nó lấy nhỏ bán khô. Trời em thất vọng quá trời luôn, giống như là tâm trạng mình á, ủa sao kỳ vậy trời, thấy anh hiền mà như vậy sao kỳ vậy. Cái cũng buồn, cũng nói với mẹ, nói hồi mẹ ơi sao tự nhiên con nghe nói như vậy á, con cũng hụt hẫng nữa. Cái em cũng băn khoăn hoài à. Cái ảnh chạy lên anh phụ em, anh phụ em dọn nhà rồi nói chung là hai người thì cũng đã nói em ơi nếu mà em quen anh á thì em cảm thấy là em tin tưởng anh, chứ nhiều khi người ta cũng nói ra nói vô. Lời đồn, lời đồn. Dạ. Ở dưới quê thì hay đồn. Đúng đúng. Dạ rồi. Dạ thì là như vậy rồi cái em cũng mũi lòng đó. Rồi cái cảm thấy là cái người này cũng mình cảm thấy là tin tưởng á. Dạ rồi cái đám cưới lời đồn không đó chứ thực tế là anh không có quen ai luôn không? Có. Thực tế nha là em có hỏi lại rồi là bà chị dâu của em nói luôn, nghe nói anh này á là coi như anh hay chọc ghẹo người ta. Ừ. Anh ghen người ta, thương nhớ người ta, rồi bắt đầu người ta kêu cưới thì ổng im re ổng chạy mất tiêu. Là ổng ghen thương nhớ đó. Dạ. Giống như trong mấy cái câu nói lối của bên giọng cổ á là anh ghen thương nhớ đúng dạ. không? Dạ. Bỏ đi. Rồi anh bỏ đi. Nhưng mà mình nhìn anh Phong thì mình tin rằng là một cái điều là anh Phong không phải là một người bay bướm đâu. Dạ. Hai chồng là có đứa nào chưa? Dạ hiện tại á thì đang có một bé gái 2 tuổi rưỡi. Trời dạ. ơi quá đã. Là đủ trai đủ gái rồi. Trời ơi. Thằng anh nó chăm được em gái không? Anh cách nhau 12 tuổi. Cách nhau 12 tuổi thì bởi vì chuyện nó là sao mà nó gẹo rồi, nó gẹo nó gái nó bảo vệ đó. Dạ. 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 Còn em gái thì dễ thương lắm, tại nói tối ngày cái anh hai này anh hai kia gì đó. Rồi. Dạ. Dạ. Mình qua chương 2. Qua cái phần 2 sau khi các bạn đã về chung nhà rồi. Về chung nhà rồi. Mà chúng ta khui cái tật xấu của người bạn đời của mình đó. Đó, tôi thấy anh Phong anh hiền quá. Sao ai cũng nói vậy trơn á. Tôi nghĩ anh Phong không có tật xấu gì đúng không? Sao để anh Phong nói trước đi. Vợ của em sao? Suy nghĩ của người con trai lớn lên ở tại miền Tây. Những cái chị mà bán cá khô là những chị đó rất nóng tính à? Không có hiền. Thì có không hiền. Em nói đi, em kể cái đi coi có đúng không? Em thì cũng có nghề là buôn bán điện thoại ở dưới. Rồi chiều là 6 giờ là em mới chạy đi ô tô lên Mỏ Cày lên nhà vàng là 35 cây số lên phụ bán vợ livestream bán khô. Có nghĩa là sáng bán điện thoại. Sáng bán cào chiều tối giờ lên chiều phụ vợ livestream bán khô. Rồi sao? Cái buổi tối thì chỉ có hai vợ chồng thôi, không có nhân viên. Ừ. Thì anh lấy này, anh lấy kia, anh nhầm khi thì lên chỉ phụ thôi. Anh vô kho lấy này, nhầm khi ra lấy cái không đúng đồ, cái mặt lớn mặt nhỏ gì, nhầm khi nói chuyện hơi bạo thì mà đang livestream luôn, đang livestream nhiều bạn bè, nhầm khi mình cũng là chủ điện thoại mà khi bạn bè coi ủa xong này sao bị vợ ông la dữ dữ người ta, la trong livestream luôn, la trong livestream luôn, mình cũng quê say mê bán hàng quá đó, mà bạn đúng rồi bị đâu, áp lực trong livestream quá. Ừ. Rồi một cái quơ mình cái mình cũng hơi buồn thì tật xấu vậy thôi chứ là còn hay có nghĩa là hay không kiềm chế và la trên sóng luôn, không la thôi la rồi bỏ thôi. Không, bây giờ em phải nhân cơ hội này nè, em phân trần với lại chúng bạn của chồng em đi là mấy anh ơi, là tại vì lúc đó em đang say mê là gọi là chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn, đúng rồi, không có để ý. Ừ, em sợ lộn chứ không phải em nói lớn chứ không em la chồng em. Dạ, dạ, chứ không phải là em phải phân trần đi. Đúng không? Thật ra thì giọng em hơi lớn tiếng, tại quen rồi, giống như là mình cũng bạn hàng tôm, bạn hàng cá mà. Lớn tiếng chứ không phải là em la chồng, chứ lại tính của em cũng hay nóng. Dạng vậy rồi thôi mình là không có nhớ là tại vì dạ nhiều khi lộn đơn hay là không, nhiều khi mới giống như nè để mà mình câu khách hàng đi là một chuyện cũng khó rồi, đúng rồi mà lúc mà người ta kêu em ơi lấy cái này cho chị nha, em kêu lấy cái kia cho chị nha, rồi như vậy đó cho nên em cũng rối đó, em sợ là người ta đi mất. Có nóng tính thiệt không? Nóng không? Dạ nóng tính rồi, em nóng tính rồi, xuống phụ vợ rồi đôi khi cũng phải có bạn bè cũng có nhậu thì bà có la không? Có chứ, về cũng nhằn dữ lắm. Là sao ông vẫn mới đi theo? Bà lo bán khô mà. Lo nhà livestream.
Là chị nói cho em đến chín lần, cho đến đến chạy. Rồi nói. Một tháng em cho chồng em nhỏ 4 lần. Cuối tuần chơi đi chơi. Là như vậy thôi. Tại vì nói đầu ngay, ba chồng em á là trước khi mà em lấy ảnh là ba chồng em có giao là con ơi nó cũng nói chung là cũng ham vui á, nó ham vui bạn bè nhiều cho nên là con cố gắng là con khuyên nó đừng có nhậu. Là tháng 4 lần là chị thấy ngon rồi. Rồi đúng rồi. Mà tự nhiên đâu mà hả nhậu thêm nữa thì em cũng hơi quạo, em nói thiệt sự luôn. Dạ hoài, đồ sức hoài sao được. Rồi ví dụ như mỗi lần ông nhậu xỉn rồi về la ông có sực la không? Dạ ảnh cười không à, cười xong ha. Có khi thì giống như em cũng bán hàng bình thường, cái em ốp cái ảnh phụ dọn hàng với em thì ra được có cái là phụ dọn hàng với em xong rồi lên ngủ luôn. Còn bữa nào mà nếu mà em không có bán á thì ảnh đi ngủ luôn. Dạ không có quậy. Đúng là nóng tính thôi, còn gì nữa không em? Chỉ có nhớ còn mấy cái chỉ có nóng tính thôi. Dạ. Dạ em chỉ có mong muốn là vợ em sao nè, nhìn vợ nói đi, nói chuyện nhẹ nhàng tới lên kêu mình ơi lấy cho em cái loài khô này đi mình. Nếu mà thấy mà không vừa lòng chút xíu đó thì né cái máy liếc ông cái nhẹ thôi. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn thấy. Không thiệt ra là như vậy, em cũng mong á là trong mắt chồng em là hiền dịu chứ không phải là em dữ. Thì bây giờ thay đổi đây làm sao biết được. Sau chương trình này em hứa em sẽ thay đổi. Thay đổi đi, là chồng em sẽ thay đổi. Rồi thôi bây giờ tới em đó. Không, anh có tật xấu gì không? Chồng em á thì có tật xấu là nhiều khi cũng còn ham vui với bạn. Khi mà ham vui á thì quên là trách nhiệm với con, với vợ. Ham vui cỡ nào? Bạn rủ nhậu đi. Đó là xong ấy, cái ảnh cũng mua đồ ăn cho em, ảnh lo hết các kia. Rồi mới đi. Rồi anh mới đi. Đó. Nhưng mà ảnh quên là đón con. Tại vì tối là thường là con bé con của em là theo bà vú về nhà chơi. 9 giờ là rồi 9 giờ tụi em vô em rước. Nhiều khi nào mới quên. Anh quên đón con luôn. Còn em thì công việc là buổi tối thì em bán hàng, rồi em không đón con được cái nó ngủ trong bà vú luôn. Rồi về cái quạo. Quạo. Thì em cũng buồn, nói chung là em nói tội nghiệp nhỏ. Thế bây giờ thì sao? Ảnh đã cải thiện chưa? Hai tuần trước thì chưa. Rồi cái em chằn cái nay cũng thấy cải thiện rồi. Em mong muốn em nói với chồng luôn đi. Em mong anh đó là sau chương trình này thì sẽ khắc phục những cái tật xấu của hai vợ chồng mình. Giống như là của anh và của em. Rồi. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá trời. Chúc cho hai vợ chồng coi như bên đây kinh doanh cũng thành công, bên đây cũng tiếp tục thành công nữa. Và có thể là trong năm sau sẽ có một bạn tuyệt vời đến với gia đình của chúng ta. Thích trai hay gái? Em thích gái. Em rồi. Thích trai hay gái? Trai. Rồi. Trai hả? Rồi một cặp. Khỏe thì ra trai gái. Ơn trên mà thấy là coi như là thôi hai đứa nó không khỏe lắm thì hơn đứa rồi. Chúc thêm đứa con gái nữa. Chị Hồng Vân. Chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty truyền cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi? Dạ. Bạn này 32 tuổi? Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á, là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Có đúng không quý vị không dạ? Trời dạ, cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ với em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ, kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đúng không? Dạ. Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa, em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nói nèo quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết, đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi, nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng, cao to, đẹp trai, chưa vợ. Nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to, đẹp trai mà. Dạ, nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Mà từ lúc lấy về em tút là mới được như vậy không? Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì là xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á. Sao vậy? Dạ khúc đó thì em nói rồi cho đoạn anh thất tình. Cho nên là cũng không có chăm chút gì, không chăm chút gì hết á, chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ, không thèm xin số điện thoại luôn anh. Rồi anh sao? Cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em á, nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy? Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau? Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt hả? Dạ. Rồi nó bắt là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không nói gì hết, không ấn tượng gì cả. Mục đích là chở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm em túc quá là sao?
ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi ảnh nói chuyện vui vậy thôi chứ ảnh ít khi nào ảnh đề cập tới chuyện tình cảm trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Thì em làm gì ạ? 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về thì thọt trong túi em một cái tờ giấy nói với em á là về tới nhà đi hãy mở ra thôi mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc làm bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm gái vậy đó. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ em ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại mà. Em cũng mới thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao? Đồng ý. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai một tuần? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện là ảnh có hiếu. Em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân hôm đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Thì đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông này ông nghiêm túc. Có nghĩa là nói một câu đối với em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn cản trở? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn. Lý do sao là vùng miền là bên đây bạn là miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam. Tây nữa. Tây nữa. Dạ. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt, còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là anh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có 2 đứa con rồi. Có 2 cháu rồi. Dạ. Đó mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khác khẩu không? Dạ khác khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu của cháy nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì ngon không? Đúng rồi. Dạ. Sớm không được, rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái đó hơi kỳ à? Anh nói vậy. Mang mấy cái đầu tôi ủng hộ, cái đó cầm tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp cái máy lạnh không cho lắp chị, mà trời nóng, rồi chị em gào quá thì lắp, đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ 1 tháng. Em nói vậy sao 1 tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải 1 tháng. Trời ơi. Dạ. Các em thích lắp máy lạnh. Em để 1 tháng mà có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Cũng nhớ, thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Té được rồi đó em. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Còn chuyện gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thọng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, rồi cái tùng cái mắt. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, không. Mà có cái là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ, chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Chắc bận có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà đem bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc nha, bước 1 là sao, bước 2 là dạ dạ đúng rồi đó. Có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ 1 tháng đúng giá. Đúng rồi, đúng này là cả bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em, đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc em cho đề nghị như thế này. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu gì không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trong đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum và chạy đi mua thuốc đỏ, chạy em lum còn quần đồ mua chợ em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ôi có người té chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng,
mà đó là cái tâm tốt đó. Từ nhỏ rồi đã rồi. Cái thứ hai nữa là tin người. Phương tin người lắm. Cũng là đức tính mà từ từ nhỏ đến tiền rồi quên thôi. Bây giờ còn tin người nữa không? Vẫn còn. Chúc cho anh số điện thoại nha. Dạ, vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây sao em tin hả? Dạ. Trời ơi, té đi em. Em biết cái tính á, cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi, cái này là tin quá nè, đúng tại, không tại em? Tại vì em mới, hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi, cây xả mà trèo được. Em ở miền Trung vô, thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của em treo là treo được. Treo bé dễ dò luôn. Dạ. Rồi mới trở lại. Bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nấu ăn thệ lắm, cực đại luôn á. Có cái bữa nào á mà bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa ăn đó có chuyện ngay. Em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì trời, nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm, thầy cũng không cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á, anh không có nấu, cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu comment, bao nhiêu like. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thực ra đó đôi lúc là bị tai nạn anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Tai nạn điều điều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cổ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Chứ thật ra trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á, là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen. À em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu, nó đâu ra đó. Dạ. Chị cảm nhận là như vậy, nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái là nó giống như là những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Yeah. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà, không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng đó, mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Nếu như em được quyền hỏi chồng em là anh ơi, anh ăn chưa? Hôm nay anh có mệt không? Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ vậy em thấy em sung sướng không? Đúng không? Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Có mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh nhớ trực lại. Anh đang làm việc. Không có gọi. Không có gọi rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi đó, ví dụ vậy. Hoặc gì cháy nhà với lại đúng rồi, cấp cứu với cháy nhà mới được gọi đó. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt, cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái phúc mà vợ em tạo được. Đó thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn đó, đó là đi đúng chiều đúng vợ. Đó thì chị không nghĩ rằng á là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi, tại vì nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Cô Hồng Vân xin chào chú Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình của chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình.
Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Sô năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản ạ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có người nào có là... một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Thuần nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá, nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là ấn vậy được không? Ơ sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Sô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con là buôn bán. À. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. À, online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán vậy các đó. Loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có dạ. Gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh nè chị. Lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nó nghe này rồi, hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là cũng là năm mấy rồi. Dạ năm mấy. Gần 2 năm. Dạ. Đó. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con dạ. Có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Ô, là bé rưỡi. Trời ơi, nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Ừ, dạ. Chị cũng vậy đó. Ừ. Dạ. Vậy là bé đầu là bé bé. Dạ bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Mọi người đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. À, hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Ừ. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Ừ. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Ừ. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi. Nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cái kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà Sô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á, tức là bấm nút thích rất là nhiều. Nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này. Với vợ con nữa và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng dạ. Không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại rồi lại lấy cái lại. Số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ. Con dạ có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn? Không, con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên mà là cái lúc mà tự nhiên anh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong... Con nghĩ là sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu. Sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu. Cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô. Cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi á. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi dạ, con lớn đúng hơn không tuổi. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời?
Dạ chắc khoảng tuần. Tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Mà thời gian đó thì vợ con đang làm công ty. Thì hay đi ca 2, ca 3. Rồi xong rồi buổi tối làm ca 3 rảnh. Mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm. Xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ. Thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ. Sợ tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn. Mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Coi như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con không có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ, nhưng... Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà hay đẹp trai nữa, cái mồi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung, rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, đã ít nói, còn nghe rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau. Đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Bên này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai, phong độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á, tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chắc bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ, tại vì hả nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình chịu gặp mình, mình lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu vậy gì đúng không? Dạ. Rồi xong rồi nhưng mà rồi con thì sao đó, sau khi con về đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra khúc đó đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Cái thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tủm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ ngày mai anh xuống á thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái rồi xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm. Rồi ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ
mẹ con mừng sao? Vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ, cái xong cái lúc đó là đi ca ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa, cái mẹ này tao đi ca ba thấy mày đi ca ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Sao cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả, em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai là xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Dạ. Đó. Cái xong rồi là chuyến nó đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến nó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao, bố có ưng? Dạ, bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ, bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ, nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện. Và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ, đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Trong chùa á. Không dám làm gì hết á. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ chỗ gửi xe về nhà. Sau khi về thì nó là rước rồi trả về đúng nơi đón ban đầu xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu. Dạ. Cướp răng nhau. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ, con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu, tại vì con quen á, cứ hung lần đầu là con dậy á, chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ, sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Thì ở dưới đó thì buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club, trong lúc nó không gọi club nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không. Cái con mới nói được sao không, thử đi anh uống vài à. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường, lần này cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đúng không chú? Say bia. Chú một chai bia ướp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói em nói cho anh biết, hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em nuốt, hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bế nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà hai đứa mới đám cưới, kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ, cuối 30/4. Dạ, thì
sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân huyền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. À. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn. Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn, xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Đó, ý là vậy. Nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui, vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ. Tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. Rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu nhưng mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là đằng nào cũng vậy thôi, giờ mình anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước hết luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cái đâu đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó. Cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu con ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mình xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà người ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước. Trả tiền trước. Đúng giờ. Phải đi về thôi để người ta còn tiếp khách khác. Đúng, không? Đúng giờ đó. Là lên đường. Cái xong, rồi sau này khi mà về con rà lại. Con tính toán lại. Dạ, mình biết là cái thời điểm đó là có bầu. Cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi, bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng một ôm rụng trứng rất bẹp. Rồi trời, hai chồng này vui quá.
Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái Phật phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con coi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ, vợ con biết con đói nên nãy vợ con có quốc trong hộp cơm mà. Chồng giờ nó lên, bởi vì nó mới vui đó chị. Mới vui đó. Chứ không mà cái giờ này. Chồng này giờ mà con quạo lắm á. Con tính đói rồi. Rồi, xấu tính đói nè. Hỏi gì nữa? Dạ, với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì, cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn. Là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á. Là kiểu như vợ chồng về không thích gì, không được gì á thì nói nhau biết, hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những trước cái mặt tính của vợ. Nói trước mặt người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gì nè. Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo, nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái con bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái con bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái con bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nói ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút, mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tán con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Dạ. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. Hay. À, bây giờ tới con đó, Sô. Dạ. Con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi, cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con phải suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình đã đỡ lo mà ngủ tới sáng cái đâu có lo, đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy á cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh, là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô việc làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi giống như kiểu hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như đi tới nơi, con đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay là hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì
con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm. Nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, cho không cần vợ phải thay đổi gì hết. Tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Dạ. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Dạ. Đúng không? Dạ. Là bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Dạ. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Dạ. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Dạ. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là ảnh nhờ con, kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Mà cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình, nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Yeah. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi, vợ chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Yeah. Nhưng cái có những cái á, theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Dạ. Một cái hành động rất là cụ thể. Dạ. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi ok tiếp chị Vân. Ủa? Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó. Nãy giờ 100 cặp á. Ừ. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi. Ừ. Thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Dạ. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Dạ. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Dạ. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Dạ. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Dạ. Con hiểu cô không? Dạ. Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi mặc dù anh không mong muốn, nhưng dạ, mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng, tại bạn làm ca làm kiếp. Dạ. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa, nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Dạ. Sáng nay em yên tâm là anh đã tới rồi. Dạ. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề. Dạ. Liền. Dạ. Thì không bao giờ suy diễn nữa. Dạ. Đúng không con? Đúng không rồi. Bao giờ suy diễn. Dạ. Mà nó đó. Thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con. Dạ. Nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Dạ. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có, mà đã có. Dạ. Gửi chị Vân quá tuyệt vời. Nghe. Dạ, con cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng nghe. Dạ. Rồi, chú cũng chúc cho con. À, dạ. Hai mẹ con, mẹ tròn con vuông. Dạ. À, sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, đúng không? Dạ. Và bé này là sinh năm mèo nữa. Dạ. Mèo vàng nữa. Dạ. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha. Dạ. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô chú. Dạ.